Congratulations, Miss Korea. Và hoa hậu thứ hai sẽ đọc trong hót ca hoa hậu với trang phục áo dài. Xin được chúc mừng hoa hậu Philippines. The second Miss Philippines. Và hoa hậu tiếp theo đọc trong top 5. Xin được nhiệt liệt chúc mừng hoa hậu đến từ Nicaragua. The top Miss come from Nicaragua. Tiếp theo hoa hậu thứ tư chúng tôi xin được chúc mừng đó là hoa hậu đến từ quốc gia. Congratulations, Miss come from Zambia. Vâng, và hoa hậu cuối cùng nằm trong top 5 hoa hậu áo dài. Xin được chúc mừng hoa hậu Chinese Taipei. Congratulations, Miss Chinese Taipei. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta cùng một lần nữa dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho top 5 hoa hậu chúng ta đạt điểm số cao trong... Đang được vị cao nhất trong số 5 người đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát. Trước khi chúng tôi công bố hoa hậu đạt được cung điện trong cuộc đấu giải hôm nay, xin được công bố danh sách top 5. Chúc mừng hoa hậu đến từ Thái Lan. And now congratulations, Miss Brazil. Continually, congratulations, Miss come from Venezuela. Và xin được chúc mừng hoa hậu tiếp theo nằm trong top 5, Miss Ecuador. And the last person in top 5, congratulations, Miss come from Czech Republic. Thưa quý vị, và như vậy là trên sân khấu của chúng ta sẽ hiện diện 10 người đẹp có điểm số cao trong hai phần thi hoa hậu áo dài, và phía sau sẽ cùng tiến lên sân khấu để tặng kỷ niệm chương chúc mừng đến 10 người đẹp hoa hậu trái đất năm 2010. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Công Thế, chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên có. Xin được chúc mừng người đẹp đến từ Venezuela once again, congratulations.
trăm 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 hóa tay một nhóm sẽ tiếp tục cho Miss Ecuador đã giành được ngôi vị cao nhất trong phần thi ca hồn nhà hội nằm trong khuôn khổ cuộc thi hoa hậu trái đất năm 2010. Cũng là Miss Sài Gòn Helen đã đến với người đẹp đến từ quốc gia Serbia. Và chúng ta hãy cùng dành thêm những tràng pháo tay nữa để cùng vinh danh tất cả người đẹp trong đêm thi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị dành cho cuộc thi. Chúc quý vị sức khỏe, thành đạt và kính chúc cho các hoa hậu.